rất là thích cái những cái loại bánh tét nhỏ nhỏ xinh xinh này nè mọi người nè, đó rất là xinh luôn nha, cái tí luôn. Gương mặt rất là ấn tượng của cô trên sắc tăng mùa 3 tập 8 nha các bạn nha. Đó, cái thương hiệu của cô là ống hút cỏ Rinjoy. Đó, các bạn nào chưa xem nhớ xem lại sắc tăng mùa 3 tập 8 sẽ thấy những hình ảnh của cô. Rồi, thì cái khu vực sau lưng chúng ta, những cái hình ảnh mình vừa quay cho các bạn xem đấy, là khu vực sân khấu chính của cái lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất này. Rồi bây giờ mình mời cô Trương Trì và các bạn đi tham quan những cái gian hàng chính ở đây, cái khu vực trên bến dưới thuyền ngay kênh Nhiêu Lộc, đoạn từ cầu Thiện Nghè cho tới cầu Điện Biên Phủ nha các bạn nha. Đó, xa xa chúng ta đó là cầu Điện Biên Phủ và sau lưng mình đây thì chính là cầu Thiện Nghè. Tại khu vực này giờ là sân khấu chính của cái lễ hội này, mà từ nãy giờ bật nhạc rất là lớn các bạn. Rồi thì mình đang quay cho các bạn xem đây thì là buổi sáng ngày mùng 4 tháng 8 năm 2023. Thì buổi sáng này là cái test để cho chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào tối nay nha các bạn. Khi mình lên video này mong các bạn xem được và có thể là tối ngày mùng 4 chúng ta sẽ tới đây để tham gia cái sự kiện này. Đó thì tối nay có rất là nhiều các ca sĩ, nhạc sĩ tới đây để biểu diễn ngay sân khấu chính này các bạn này. Đó, thì cái khu vực này vào sáng mùng 6 năm 2020, mùng 6 tháng 8 này sẽ diễn ra rất là nhiều các lễ hội, hoạt động lễ hội ở đây, bao gồm có này đua thuyền này, rồi đua kayak, rất là nhiều các lễ hội nha các bạn nhé. Các bạn nhớ chú ý đón xem. Và hy vọng mình sẽ quay được những cái hình ảnh tuyệt vời của cái lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 này cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy khu vực này giờ trang trí rất là nhiều các thuyền hoa. Ở bên đấy thì đang bật nhạc rất là lớn, mình không tiện đứng đó quay cho các bạn xem. Rồi đây là cái phần không gian chính trưng bày những cái sản phẩm sẽ được bày bán tại cái lễ hội sông nước này. Ở đây mình thấy có cái vịt Nipa, vườn dừa nước Việt. Đấy, ở đây bán những cái sản phẩm về dừa nước các bạn. Đây và cái trước mặt là những cái mô hình những cái quả dừa nước đây nè mọi người nè. Được cái là cái khu vực này là cái bờ kè, là cái công viên nằm sát bên đường Hoàng Sa chứ nhỉ? Đúng rồi, Hoàng Sa. Thì ở đây rất là thuận tiện để các bạn có thể đi chơi, đi dạo phố và chúng ta có thể tham gia cái sự kiện này. Các bạn thấy đường xá sạch sẽ không? Và các bạn nhớ lưu ý nha, những cái vạch như thế này là có cái bên ban tổ chức dán những cái cảnh báo này. Các bạn đi nhớ để ý chỗ này, mất công là té này nha. Đó, những cái cục lồi lồi lõm lõm đây này. Ai mà đi khu vực này nhớ để ý cái mấy chỗ này nha các bạn nhé, coi chừng là bị té đấy. Rồi bên đây là cái dừa nước, bến dừa nước. Rồi còn bên đây là cái gì nào? Yến xanh, yến sạch, rừng sinh quyển. Đây khu vực yến đảo Cần Giờ các bạn. Đây là những cái gian hàng để trưng bày những cái sản phẩm ở đây nha mọi người nha. Dự kiến sẽ tối nay sẽ rất là đông các bạn. Tối nay mới sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc nha mọi người nhé. Thì tối mùng 4 tháng 8 này có rất là nhiều các ca sĩ sẽ được sẽ biểu diễn đây. Còn đó theo mình được biết là có cả Phương Mỹ Chi nha mọi người. Ở đây là bột rau sấy lặn Quảng Thanh. Wow, mô hình này rất là hay nha các bạn. Quảng Thanh rồi biết tiếp tục bên đây là những cái sản phẩm. Thì cái khu vực này bây giờ chưa có hoạt động nào nhiều mọi người nhé. Khu vực này thông thường bây giờ là đã trưng bày những cái mặt hàng buôn bán ở đây này. Cà phê nông sản Việt, Welcome to Việt Nam, Meatmore. Đó, cà phê Meatmore. Đây có cả cái máy pha sẵn để chúng ta test. Còn một lần nữa mình lưu ý mọi người khi tham gia lễ hội nhớ để ý những cái vạch xanh này nha các bạn nha. Đó, những cái trụ người ta gỡ ra các bạn nhớ để ý này, có chừng đi rất là nguy hiểm. Và bên ban tổ chức cũng đã dán những cái cảnh báo, các bạn nhớ lưu ý thôi. Đó, rất là nhiều cái gian hàng được bài trí và được buôn bán ở đây nè mọi người nè. Công nhận cái khu vực này rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Hồi xưa thì kênh Nhiêu Lộc Thiện Nghè xấu xí lắm, nước dơ lắm, nhưng sau này chính quyền cải tạo bây giờ nước rất là sạch sẽ. Đó, và đây là một trong những khu vực để cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là người dân quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh này, có cái nơi để vui chơi, tập thể dục thể thao này nọ đó các bạn. Đó, đây tiếp tục là một những cái gian hàng khác, mật ong rừng, tập đoàn Sinh Nguyên.
mật ong rừng của tập đoàn Sơn Nguyên các bạn. Thì cái lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất này diễn ra ở rất là nhiều cái địa điểm như các bạn. Hôm bữa mình có làm một cái video giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một số những cái địa điểm diễn ra cái lễ hội, bao gồm này là kênh Như Lộc Thị Nghè, ngay chỗ đoạn cầu Thị Nghè đó các bạn. Đó. Thứ hai đó là bến Bạch Đằng, ngay chỗ tượng đài chánh đạo quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Thứ ba đó là bến Bình Đông. Bến Bình Đông thì nằm bên quận 8, đi qua cầu Trà Và nhé các bạn nhé. Thì kênh Trà Và TV sẽ quay những cái video từng địa điểm để phục vụ tới cô chú anh chị và các bạn. Mong các bạn nhớ chú ý đón xem trên kênh Trà Và TV và nhớ ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm subscribe, bấm like và chia sẻ video nhé. Nông trại nông nghiệp, đây là công ty sinh hóa nông nghiệp Vinas, Vinas Farm. Giờ chúng ta nhìn lại những cái hình ảnh chúng ta vừa đi qua, rất là đẹp luôn. Thì sắp tới ngoài cái những cái hoạt động sẽ được diễn ra ở đây, thì ở đây còn có những cái bến du thuyền để cho mọi người ai có nhu cầu tham quan sông nước Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đi ngang cầu Thị Nghè, đi dọc theo cái bến Bạch Đằng trên những cái chiếc du thuyền như thế này mọi người nè. Đó, để cho vẫn là con mùa hè thì là cũng là dịp để cho các cô chú anh chị mọi người có thể đưa con cái chúng ta đi nghỉ vào những cái ngày như thế này, vì lễ hội sông nước này diễn ra vào những cái ngày cuối tuần nha mọi người. Ở bên này là những cái khu vực trang trí và những cái sản phẩm nông sản và những cái sản phẩm khác. Ở đây có tàu he cu te như người yêu bạn, tàu he cu te như người yêu bạn. Mình cũng xin nhắc lại, tại tối nay vào lúc 19 giờ bắt đầu sự kiện sẽ diễn ra cái lễ hội khai mạc lễ hội sông nước, cái sự kiện khai mạc lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất tại ngay vị trí này. Đó, sân khấu trên sông luôn nha mọi người, sân khấu ngoài trời trên sông luôn. Sẽ có rất là nhiều các ca sĩ tới đây để trình diễn tại đây nha mọi người. Đó, các bạn nào có thời gian, có điều kiện thì nên đưa gia đình, đưa con cái và đưa người yêu chúng ta tham dự cái lễ hội này nhé. Theo mình được biết là thì có ca sĩ Phương Mỹ Chi đó, còn rất là nhiều các ca sĩ khác sẽ được trình diễn tại đây. Rồi cái phần chúng ta vừa đi qua là cái phần gọi là kinh doanh buôn bán, trưng bày những cái sản phẩm, còn phần này đấy mọi người thấy ở đây có những cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh, những cái ghế tre xinh xinh. Khu vực này là khu vực ẩm thực nha các bạn, khu vực này sẽ chạy dài chạy thẳng xuống dưới cầu Điện Biên Phủ luôn nha mọi người nhé. Rồi bây giờ mình đi quay một số những gian hàng ẩm thực ở đây để giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn để xem coi khu vực ẩm thực này có những cái món ăn gì ngon nhé. Đã qua Pepsi ơi, ice cream, kem, đây kem cuộn mọi người. Theo mình dự đoán thì tối nay khu vực này thì cực kỳ đông luôn các bạn, đây kem cuộn đây. Rồi bên đây là không gian ẩm thực F&B. Đó, khu vực này mình thấy có cả bánh xèo. Đây bánh xèo khu vực, không gian này không gian bánh xèo, như các bạn thấy có mấy cái nồi đổ bánh xèo này. Đây, bánh thọt luôn này. Có những cái khuôn bánh thọt này. Còn đây là bánh mì heo quay mọi người, bánh mì heo quay các bạn. Bánh xèo, bánh thọt miền Tây. Chiều nay thôi thì khoảng 5 giờ chắc các bạn trẻ và các du khách cũng đổ ra đây rất là nhiều các bạn nhé. Đây là khu vực theo mình thấy hình như là có bún mắm phải không ta? Đó, không gian ẩm thực F&B, bánh canh cua giò. Và rất là nhiều các món ăn ngon. Chào anh, cho em quay đây tí nha. Thủ phủ thịt nướng. Đây anh em nướng nè mọi người. Tối nay thì tha hồ ha, tối nay chắc cực kỳ đông luôn khu vực này. Đó, các bạn thấy ngon không? Nem rồi bây giờ nữa, chiên, cái này chiên chứ không phải là nướng. Nem chiên. Một cây một phần như thế này bán bao nhiêu tiền anh? À vậy hả? Thôi được rồi, cái này để các bạn tới tự thưởng thức nhé, tự tham khảo và thưởng thức, mình chỉ quay những hình ảnh đây cho các bạn xem thôi. Cảm ơn anh nhá. Dạ. Đây trà trái cây nhiệt đới. Ồ, cái phần không gian dành ẩm thực rất là nhiều các bạn. Dài xuống dưới kia kìa. Trà trái cây nhiệt đới này. Bên đây là vẫn là trà trái cây nhiệt đới.
đây bánh rán Doraemon, bánh cá phô mai đó. Ai mà khô những cái khu vực bên cạnh này giống như Bình Thạnh, Thủ Đức nên tham dự cái lễ hội này, và đặc biệt là đưa các con cái mình, đưa các bạn trẻ, bạn nhỏ đi tới đây thì cực kỳ hay nha mọi người nha. Ở bánh rán của bên đây là Lavo, là gì ta, phần không gian dành cho triển lãm. Rồi, ở đây là khu vực bánh trái, các loại bánh của miền Nam này mọi người này. Không gian ẩm thực F&B. Chào cô, chú con quay đây tí nha. Rồi, tới đây là một trong những cái gian hàng bán rất là nhiều các loại bánh ngon, bánh đặc sản của miền Nam. Đây các bạn thấy này, có bánh ú, bánh tét, bánh tét dâu, bánh tét đậu, đúng không, bánh tét đậu. Rồi những cái loại bánh tét mà mình rất là thích, cái những cái loại bánh tét nhỏ nhỏ xinh xinh này nè mọi người nè, đó rất là xinh luôn nha, bé tí luôn. Cái này chắc người lớn là một phát một là hết ba cái đó, nhỏ nhỏ xinh xinh, các bạn thấy bằng cái ngón tay mình thôi nha, chút xíu à. Ở đây nữa đó, các bạn thấy không, những cái loại bánh này là đặc trưng của người miền Nam nha các bạn nhé. Đó, bánh tét thông thường là người miền Nam thích sử dụng nhiều hơn, người Bắc thì thường là nếu mà sử dụng các bánh về nếp á, thì các bánh chưng. Trên Tây Bắc thì có bánh chưng gù, bánh chưng bằng bột gạo lứt đen đen á, bánh chưng đen. Đây 8.000, hình như là 8.000 một sâu này mọi người, rất là xinh xắn đáng yêu nha các bạn. Nó bé tí chút xíu bằng cái ngón tay mình nè mọi người. Ở đây thì có loại đầy đủ các loại kích cỡ này, bự bằng ngón tay cái này, bự bằng ngón tay út, ví dụ như vậy. Đây được bài trí trên những cái quang gánh rất là xinh xắn đó, theo mình thấy thì khu vực này sẽ thu hút rất là nhiều du khách tới đây tham quan nhé. Đó. Rồi con cảm ơn cô nha, vẫn còn bánh tét, bánh ú, bánh ít các bạn. Bên đây là sữa dê thanh trùng, sữa dê các bạn. Rồi ok, bên đây là cái gì nào, men say biển đảo Trường Sa, à bia, bia Trường Sa. Các bạn ơi, còn bên đây là gì nào, sâm ngọc linh, sắp nin, quà tặng cho cuộc sống. À, rồi bên đây là hạt điều, các loại hạt, các bạn ngũ cốc, các loại hạt này. Và còn rất là nhiều những cái gian hàng khác sẽ được triển lãm và tham dự cái lễ hội này, rất là dài xuống dưới kia. Ở đây rất là nhiều nha mọi người. Ở bên đây là những cái cây tre lá này, ống hút cỏ, ai quên, này không phải, đây là ống hút cỏ các bạn, cỏ ống hút nhựa. Cho anh quay đây tí em nhé. Đây, cái này là để làm ống hút nha các bạn nha. Cái cây này gọi là cây gì á cô ha? Con nhìn cô rất là quen. À vậy hả? À con tưởng là cô đã đi sắp tăng rồi chứ. Con nhớ là có một... Cô đi sắp tăng đúng không? Em gì con thấy cô quen quen. Đây là ống hút cỏ nha các bạn. Đó, sẽ thay thế cho ống hút nhựa. Nhưng mà cái vệ sinh ở trong đây có dễ không cô? Ta là cứ thế cách ra rồi làm ống hút thôi. Không, cái này là cô phải rửa lại, nó có phèn, mình phải rửa cho sạch. Ông ý con nói ở trong cái lõi này nè. Ở trong này nó có ý mình không cho nó ra hết cái này được không ạ? À? Cái này nó có cái lõi này. À dạ dạ dạ. Sau đó là mình rửa. À cái này là phải qua tia cực tím để xử lý các nguyên liệu đây hả cô? Mà cái cỏ này gọi là cỏ gì cô nhỉ? Cái cỏ bàng này cô. Dạ. Đó thì tại vì con thấy cô thấy quen quen thì con thấy không. Cô có lên con rất là thích coi sắp tăng. Khi mà vào thì sắp mình đầu tư liền, chưa được mình đầu tư liền. Dạ. Rồi, cái chuyện đó là chuyện của sắp tăng. Nhưng mà ở đây này, thấy cây cỏ bàng các bạn này. Cái này cái vùng nguyên liệu mình có lớn không cô ha? Ủa sao cô nghe nói cô mình chung mà cô mình chung. Đúng rồi. Dạ dạ.
Dạ dạ. Cô là người Nha Trang. Dạ. Đây là những cái sản phẩm đã được chế biến đúng không cô ha? Ống hút cọ bàn. Cái này là bằng gỗ hả con? Cái nguyên liệu này bằng gỗ hả? Không, cái này là ống cọ bàn. Dạ. Tất cả những cái vỏ sắt và những cái vật dụng mình đem. Cái vùng nguyên liệu của cái cọ bàn này là ở dưới Long An hả con? Dạ dạ. Đây lần đầu tiên mình đã có sắp tăng rồi nha mọi người, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy cái ống hút bằng cọ bàn này là một trong những cái gọi là sản phẩm mà rất là đặc trưng, đặc biệt đã từng lên sắp tăng nha các mọi người nhé. Đấy, đây là một trong những cái mà chúng ta nên sử dụng trong tương lai, tại vì khi mà cái ngành nhựa của mình gây ảnh hưởng tới môi trường và đặc biệt là rất là lâu phân hủy đó, nên sắp tới thì theo mình nghĩ cái xu hướng của cả không những của Việt Nam đâu, cả thế giới người ta đều sử dụng những nguyên liệu tái tạo hoặc nguyên liệu có thể bị phân hủy, được phân hủy rất là nhanh như thế này. Tôi đã xuất khẩu được 50 nước. Tôi đã xuất khẩu 50 nước. Châu Âu hầu như là toàn bộ. Đây là ống hút bằng cọ bàn. Đây đúng không cô ha? Ừ. Một hộp như thế này bao nhiêu cái mà bao nhiêu tiền cô? Nếu mà cô bán rẻ là tầm khoảng 60.000. Mà là bao nhiêu cái? 100 cái. À nếu mà bán thì như vậy tính ra 1.000 cái. 1.000 đồng. À, dạ. À khoảng 500 đồng một cái mọi người. Dạ. Thương hiệu Vinjoy. 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 Sắc tăng mùa 3, mùa 4. Sắc tăng mùa 3 của cô là tập 8 mùa. Đó các bạn nào mà đây gương mặt rất là ấn tượng của cô trên sắc tăng mùa 3 tập 8 nha các bạn nha. Đó, cái thương hiệu của cô là ống hút cỏ Rinjoy. Đó, các bạn nào chưa xem nhớ xem lại sắc tăng mùa 3 tập 8 sẽ thấy những hình ảnh của cô. Cố gắng là mình sẽ sống xanh, sống sạch và sống đẹp để bảo vệ môi trường. Dạ rồi, đó là mục tiêu của những để được giao lại cho thế hệ trẻ, cho lớp trẻ. Người lớn thì có đôi khi chúng ta không làm được, nhưng các bạn trẻ nên chú ý cái vấn đề này. Đó là một trong những cái thông điệp cô dành lại cho các bạn. Đó, đây là cái hình ảnh này là thông điệp nha các bạn nha. Thông điệp của tương lai, thông điệp của con cháu chúng ta. Nếu mà tính ra giá trị thì khoảng 500 đồng một cái nha các bạn nha. Ai mà không uống trực tiếp được các bạn, nhất là các bạn nữ đánh son không uống trực tiếp được thì dùng ống hút này chỉ có 500 đồng một cái. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Dạ, chúc cô sẽ thành công với cái dự án này để dành lại cái màu xanh cho tương lai, dành lại cái màu xanh cho con cháu chúng ta nhé. Rồi, thì tới đây là kết thúc những gian hàng trưng bày tại khu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè nha các bạn. Xa xa những hình ảnh kia đó chính là cầu Điện Biên Phủ. Và mình cũng giới thiệu luôn, vào buổi sáng ngày mùng 6 tháng 8, khu vực này sẽ diễn ra rất là nhiều các hoạt động của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, bao gồm ví dụ là đua thuyền này, đua kayak nha. Đó, các bạn thấy ở đây dòng sông rất là sạch sẽ nha mọi người nha. Đó, ai có điều kiện nên dẫn gia đình, đưa con cái, đưa bạn bè tới đây tham dự cái sự kiện đó. Rồi thì vừa rồi kênh Trời Việt TV đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, khu vực cầu Thị Nghè nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hay nhớ tặng cho kênh Trời Việt TV một nút subscribe, like và chia sẻ video nhé.